me này là mình mua nhiêu ký vậy con? Me xanh á. Dạ. Rồi giá cũng cao quá ha. Mua gần đây hả con? Dạ. Nhiều quá ha. Mỗi ngày làm được nhiêu ký me con ha? Ồ dữ vậy. Trời ơi sao mà làm nổi. Trời ơi có mấy người mà làm 200 kg me. Ờ, có mấy cô làm công quả phụ nữa hả? Dạ. Bà Sơn xin chào bà con ha. À, hôm nay thì mình ghé chùa Pháp Tánh thăm mấy bé, với lại chùa có làm mứt để bán Tết để kiếm thêm kinh phí để chăm sóc các bé đó. Thì hôm nay mình vào mình xem chùa làm mứt ha, và xem các công đoạn làm của chùa, rồi thăm các bé mồ côi bị bỏ rơi, và mình xem sản phẩm ở đây như thế nào ha. Mình thấy rất là ngon, chia sẻ cùng bà con. Bà con có thể ghé mua ủng hộ chùa để vừa mà có quà tặng cho bà con mình, lại vừa giúp đỡ được các bé nữa. Hiện tại thì em đang ở chùa Pháp Tánh, Cần Giuộc, Long An, ở nhà mình ha. Hôm nay mình sẽ vào trung tâm mái ấm An Lạc, nuôi dạy trẻ em mồ côi bị bỏ rơi. Thì chùa này ở quốc lộ 50, Kim Điền, Cần Giuộc, Long An. Nếu mà mình đi về quốc lộ 10 ngay Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, Long An á, thì mình hỏi ai cũng biết ha. Hôm nay thì em có nhận được một ít quà của bà con ở nước ngoài gửi về, mình vào hỗ trợ chùa Pháp Tánh cả nhà ha. Hôm nay thì mình xem chùa chuẩn bị Tết rồi, làm để bán kiếm kinh phí cho chùa đó. Mình xem hôm nay bà con làm tới đâu rồi ha. Chùa này thì ở bên trong cách khoảng tầm 100m thôi, mình có thể đi vào bằng xe hơi được. Thì như đợt trước bà con mình đã xem video cũ rồi thì cũng biết đường ha. Nhưng mà hôm nay thì nếu bà con nào chưa xem thì em sẽ quay lại cho bà con mình xem. Thì hiện giờ nó hơi trễ, tầm khoảng 6 giờ, gần 6 giờ tối, do em đi làm ở Sài Gòn về. Nên mình hình ảnh nó không được đẹp, bà con mình thông cảm nha. Trời hơi tối. Ồ, chó đầu đông quá. Rồi mình rẽ phải là tới ha. Đây là chùa Pháp Tánh và mái ấm An Lạc. Mình vào thăm 33 bé bị bỏ rơi, trẻ sơ sinh và bị bệnh tật nữa. Bé đang chơi trước cửa chùa. Đây là sân chùa. Ở dưới quê thì đường vô hơi nhỏ, nhưng mà bên trong chùa thì khá là rộng ha. Mấy bé đang chơi. Hình như bữa nay có khách ghé thăm. Xem này. Chào con. Con cơm chưa? Chưa. Hôm nay sao bé có nhiều xe quá ha. Chắc mới được tài trợ. Con biết chạy xe chưa? Con chạy nào đó? Xe này hồi nào vậy? Xe nóng rồi. Dạ chú. Ai vậy? Xe nóng rồi. Bạn. Một chú. Dạ, vậy? Một chú. Sao không chạy mà tháo số rồi hả? Dạ con thấy xe mới. Ủa hai bé đang nhập viện hả thầy cô? Bị bệnh gì con? Con có điện thoại. Dạ. Bữa nay có nhiều đồ chơi quá ha. Bữa rồi mình ghé thì hình như là chưa có cái này, chắc mới được tặng. Bữa nay mình được bao nhiêu chiếc xe vậy chị? Được bao nhiêu chiếc xe? Ồ đã ha. Thì có nhiều cái đi chơi rồi. Hồi nào vậy chị ha? Bà con tặng hồi nào ha? Dạ hôm qua. Ủa con nói hai bé bị bệnh gì con? Dạ. Ở trong chùa này là bao nhiêu cô bảo mẫu vậy con? 8 cô.
8 cô hả? À, nếu mà đi ca hay là đi suốt ngày luôn ở trong đây? À, trong cái phòng nhỏ là 3 cô ca ngày, 3 cô ca đêm. Dạ. Còn lớn thì 2 cô. Ôi, vậy sao về canh nổi? Lớn thì... Dạ, 2 cô là canh hết các bé lớn. Còn phòng sơ sinh rồi. Còn phòng sơ sinh thì 3 cô ca sáng, 3 cô ca tối. Dạ. Ở cái này được bà con ở đâu gửi tặng ha cô? Bữa nay có làm bánh mứt không cô? À, mình ra mình xem làm bánh mứt ha. Dạ. Mấy bữa nay có bán được chưa con? Cũng có bán rồi. À, hình như là chú có giới thiệu có một cô á. À, dạ hả? Dạ. Dạ, có nhiều bà con bữa rồi giới thiệu cái hỏi địa chỉ. Dạ. Dạ. Hôm nay mình xem làm mứt Tết ở chùa. Dạ, con chào con. Dạ, khóc nghe cho con. Được rồi, con ăn thấy rất là ngon rồi, nhà mẹ cũng khen đó, nói trời ơi làm khéo rồi, còn y như là ở mấy chỗ bán chuyên nghiệp á, ở chợ á. Me nguyên trái hả con? Dạ, me nguyên trái. Để rồi con ăn hai cái, một cái me có muối á, cũng ngon, me ngọt cũng ngon. Cái gì con? Con ra ngoài chạy xe chơi với mấy bạn đi. Cái này mình làm khoảng bao lâu là nó thành phẩm vậy cô? Từng để chút. Từng rồi hả? Lâu vậy? Là mình làm rồi em phơi nắng. Làm rồi sáng phải lấy hột. Bây giờ ngâm, rồi sáng mới lấy hột. Xong rồi dạ, xả nước. Dạ, nhiều công đoạn ha. Vậy. Dạ, mắt cũng có từng mấy thành phẩm. Dạ. Vì mình tập trung mình làm một món mứt này rồi ngày hôm sau mới làm món mứt khác hả cô? Tại con thấy chùa làm nhiều. Dạ, mấy me là chính. Dạ. Dạ. Bảo quản được lâu ha. Chị đang xúc me cho. Giờ cô định làm này tới chừng nào? Gần Tết á. Tới Tết luôn chú. Làm Tết luôn hả? Dạ, Tết. Dạ. Tết thường, mấy Tết nữa nhỉ? Thường thì mình bán là khi nào rặn hết, hết mứt. Bán tới Tết là hết rồi. Dạ, chứ không có để dư phải không? Dạ. Để con coi để cho con thêm nữa bao nữa là tại con trả một bao với nửa bao nữa cho trả một bao để con đi chú vô đây. Dạ. Nó có 37 ký. Ừ, lấy đi quẩy. Dạ. Dạ. Ờ, mấy cái này là thành phẩm hả cô hay là đang chuẩn bị đang à? Thành phẩm rồi, chờ chị đóng gói thôi. Hấp dẫn quá ha. Cái này hình như là mứt muối không? Xí muội. Dạ, có muối mặn mặn. Dạ. À, đây là mứt đã thành phẩm của bên chùa làm nè. Có chúc mừng năm mới nữa. Nhìn đẹp quá cô. Dạ, mua tặng quà Tết. Dạ. Cũng có người từ thiện ra ta ủng hộ chùa ta cho từ thiện mỗi dạ. Phần quà hộp mứt. À, làm nhiều quá ha. Ở chùa vừa chăm sóc mấy bé rồi còn làm mứt nữa sao sể ra cô? Dạ làm. À, chùa thì đang xớt ra mấy cái bao để chia cho bà con về làm phụ. Gọt vỏ xong rồi mới đem lên đây là trong đây mới gia vị lại hả con, muối đường lại. Dạ. Ủa rồi mình phơi ở đâu cô ha? Phơi ngoài sân ha. Dạ, cái này là mình phơi làm sao cô ha? Dạ. Mình phơi sáng rồi tối đậy lại hả? Mát là đậy à. Dạ. Rồi cái này có sợ bụi không? Không chứ, tại vì mình phơi trên cao mà. Dạ, à đây là nó nằm trong tuốt ở trong đây, không có xa lộ dữ ha. Đúng rồi, ở trong mà. Rồi có sợ ruồi muỗi không con? Có lưới chứ. À, là sáng lấy lưới che chưa, lại. Chưa có nắng thì mình che lưới lại. Dạ. Ở đây là làm bằng khay inox hết ha. Dạ.
Ủa cái đồ nghề này con thấy hình như năm nào cũng có làm phải không con? Đúng rồi, cái này của Phật tử cúng. Dạ, tại con thấy cái này đồ nghề chắc hồi của năm trước chứ không phải là mới làm. Vậy là kinh nghiệm làm của chùa cũng lâu lắm rồi. Hàng chi con thấy chuyên nghiệp quá chừng luôn. Làm con thấy thành phẩm rất là đẹp. Dạ. Vậy là phơi hết ở sân này ha. Nhiều quá. Lưới nè chú, lưới mình đậy nè. À, cô có lưới ở dưới để che lại khi mà chưa có nắng. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Bây giờ mình vào thăm các bé ha cô. Sao khóc vậy con? Sao trứng hả? Không ai ẩm trứng ha. Giờ mấy bé chuẩn bị đi ngủ hả con? Sao sổ mũi vậy hả? Nay mùa gần Tết nè, mấy bé dễ bệnh. Hình như em này cũng bị nữa. Ở đây là mình có ba bé phải không cô? Dạ, trẻ sơ sinh thì bao nhiêu cô ha? Tại vì có nhiều bà con chưa xem video trước. 13 bé là dưới 10 tháng. Ồ, là ba cô chăm sóc ban ngày, ba cô chăm sóc ban đêm đó. Còn lại là các bé từ dưới mấy tuổi cô ha? 6 tuổi chưa xuống. Dưới 6 tuổi. Hai bé 6 tuổi, còn lại là 5 tuổi. Dạ. À, hôm nay thì mình chia sẻ lại thông tin, nếu mà như bà con mình chưa có xem video trước. Ở chùa thì có nhận nuôi 33 bé. Cái này hình như là bỏ trước cửa chùa không có ha. Mà hình như có mấy bé bị thần kinh, bị não có nước. Dạ, não thủy. Não chứng. Dạ. Bệnh đau. Bệnh đau, dạ. À, chăm sóc cực quá ha. Dạ, để con vào thăm mấy bé, chia sẻ vài hình ảnh cho bà con xem. Dạ con. Mắt to quá ha. Rồi, ngáp rồi, thấy thương không? Ừ, nghe con. À, đầy ấm hả? Ở trên giường này có 3 bé. À, trong nôi kia thì có một bé nữa, dưới đất nữa. Ủa, uống sữa, mới uống sữa xong hả? Mới sữa xong hả con? Ăn sữa không? Hả, bệnh hả con? Nóng hả? Trời ơi. Tội nghiệp quá, nay gần Tết rồi, trời lạnh. Bây giờ mấy bé cũng muốn bệnh hết. Có hai bé bị sốt phải không? Dạ, còn mấy bé này cũng có bé bị sổ mũi nữa. Ở mấy cô bảo mẫu là tối về ha, ở lại chùa con ha. Bây giờ thay ca. Dạ. À, ca thì ở lại, còn không người về nhà. Ủa, bé này sao mặt nay sưng hay sao con? Cứ vậy hoài dữ. Dạ. Ờ, bữa rồi thấy chị ấy thôi mà mặt giờ ửng đỏ lên nè. Ở đây nhiều chi phí quá ha. Mấy bé nhỏ thì tiền sữa, tiền tã, rồi bịch tiền bệnh nữa. Trời ơi, dữ vậy. Rồi có cô bảo mẫu. Còn mấy bé nhỏ thì mấy bé lớn hơn thì có tốn chi phí nhiều bằng mấy bé nhỏ không con? Mấy bé lớn hơn thì ít hơn đúng. À, là chỉ ăn uống với quần áo thôi. À, chứ cũng đỡ bệnh hơn là mấy bé nhỏ ha. À, bữa nay thì con có bà con ở nước ngoài gửi về cho chùa 200 đô Úc rồi đổi qua được 3 triệu mấy á. À, để con gửi một chú có ẩn danh gửi cho chùa. Dạ, con xin phép gửi cho cô ha. Dạ. Dạ, để con gửi giúp cho chú ở bên Úc là 3.340.000. Dạ, con gửi cô ạ.
Dạ, hy vọng giúp phần nào hỗ trợ chùa. Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay thì em rất là cảm ơn một chú bên Úc đã gửi tặng cho chùa ủng hộ 200 đô, cũng giống như bà con trước giờ cũng ủng hộ Nam Việt trong chương trình thiện nguyện và chùa Pháp Tánh, máy ấm An Lạc. Thì chùa hiện nay có chương trình là làm mức Tết. Bà con mình nếu mà ở gần và ở Sài Gòn có thể liên hệ để mua mức biếu bà con và ủng hộ chùa luôn ha, ủng hộ cho các bé nhỏ. Rồi em chào cả nhà mình, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.